Rồi xong, lụm. À, dạ, dạ em làm video á anh. Dạ. À, em quay YouTube á. Hello các tình yêu nha. Hôm nay thì mình có một cuộc GrabBike khá là xa luôn các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chở thằng bạn mình về quê nha các bạn. Bạn mình ở Gia Lai. Thì từ mình mà lên Gia Lai thì tầm 160 cây, đi khoảng 4 tiếng. Kiểu hai đứa hôm qua ngồi chơi chơi nói chuyện sẽ hứng lên là đi luôn các bạn. Lúc đầu thì định là đi Phú Yên chơi, chứ mà kiểu mình nói đủ má Phú Yên tôi điện thoại chán vãi luôn ra. Thôi thì đủ má mày có địa điểm nào khác đi không, chứ đi Phú Yên tao không đi đâu. Ê bạn mình đề xuất là thôi về quê ngoại nó chơi. Thì quê ngoại nó ở Gia Lai đó các bạn. Bây giờ mình đang trên đường mình qua mình rước nó nè. Mình mới vừa clean cái nón bảo hiểm xong các bạn. Trời ơi giờ đội vào nó cái mùi nó thơm dã man luôn. Mùi bảo hiểm từ lúc mình mua là năm 2021. Cho tới bây giờ là mình chưa có clean một lần nào luôn các bạn. Hôm bữa lúc mà mình clean đó, trời ơi mình ngâm mấy cái miếng mút trong nón bảo hiểm ra, mình ngâm ra trời ơi cái thau nước đen thui thùi lùi luôn các bạn. Không thể tin được luôn á. Hôm bữa giờ mình bán cái kẹp điện thoại này trên TikTok shop nè. Mình thấy có khá là nhiều bạn nói là cái kẹp này kẹp cho vui thôi, bởi vì kẹp ở này là rất là dễ bị cướp giật luôn. Khi mà đi vào những cái ổ ga thì điện thoại nó sẽ bị rơi ra, bởi vì cái kẹp này nó kẹp rất là lỏng lẻo luôn. Ok thì để mình trả lời các bạn thế này ha. Khi mà cướp mà nó đã để ý rồi đó thì chắc chắn là nó sẽ cướp được thôi, dù cho các bạn có kẹp điện thoại trên một cái giá đỡ cả triệu bạc. Khi mà nó đã để ý rồi đó thì nó sẽ cướp giật được thôi. Còn việc mà đi vào cái ổ ga cam kết với các bạn luôn là điện thoại sẽ không bao giờ bị rơi ra nha. Cái kẹp này nè nó sẽ kẹp điện thoại các bạn giữ rất là chặt luôn, nên là khi mà vào những cái ổ ga mình đảm bảo các bạn điện thoại các bạn sẽ không có bị rơi ra. Thì nhân dịp cái chuyến tour ngày hôm nay mình sẽ kẹp cái điện thoại này của mình trên này xuyên suốt cái hành trình của mình luôn nha. Mình sẽ lấy điện thoại của mình ra làm thí nghiệm cho các bạn ha. Thì đường đi Gia Lai nó rất là xấu các bạn. Ổ gà, ổ vịt, ổ voi, ổ khủng long, nói chung ổ nào trên đời thì đường đi Gia Lai là có hết đó. Thì bây giờ mình sẽ kẹp cái điện thoại của mình xuyên suốt hành trình luôn nha. Để cho các bạn thấy là cái kẹp này nó giữ điện thoại chắc tới cỡ nào. Nhà bạn mình nó có ô tô các bạn, mà nó không đi, nó thích đi xe máy. Như mình người nghèo mình thích đi ô tô, nhưng mà mình không có ô tô. Còn nó giàu nó có ô tô, nhưng mà nó không thích đi ô tô, nó thích đi xe máy. Hay tôi cắt xe bạn lấy ô tô chở tôi đi hả? Mày có khùng không? Sao vậy? Vậy thôi chứ, tao nhờ mày chi. Đù má, ngon. Chào, của tôi. Đù má, bạn mặc áo dạ quang nhìn bạn giống mấy con bảy màu hả bạn ơi. Ở đây là cả cái ổ ghe nè. Ê các bạn thấy không? Điện thoại mình nó vẫn nằm im luôn, nó có rớt đâu. Bao nhiêu cái đó vậy? Hỏi làm gì? Tôi đâu có bán cho bạn đâu mà hỏi làm lô gì? Thử mày, tao đang tưởng mày diễn cái đầu treo mày. Đồ má, hồi đợt tôi đi cái đoạn ở chỗ đây nè, xong cái tôi bị công an bắt bạn. Tôi phải ngồi tôi khóc lóc, tôi kêu chú bị con thi ở phường rồi, chú bắt con à, con không được thi ở phường, miệng la. Sao cái bánh đó đi đâu mày than quá mày. Ừ thì phải than vậy để nó thẻ chứ sao mày. Mấy gì nó có thẻ không? Đầu tiên nó hù con, gọi mẹ lên đây. Gọi mẹ lên đây. Xong rồi còn giảng đạo lý như vậy nữa nè. Hỏi tao là hồi giờ con coi trên mạng á, con thấy á, là người ta quay người ta thấy công an làm sai á, con thấy không? Bây giờ chú á, là chú cũng rất là muốn làm sai, là chú cho con đi á, chú thấy con tội. Nhưng mà giờ con kiểu vậy là chú phải làm đúng thôi, chú phải phạt con thôi. Sau con hỏi tao lại là mấy chú công an ở trên mạng làm sai như vậy là thương dân đúng không?
ù à, tao về đúng. Đồ má giờ bạn hút một hơi đồ của con nhăn vô là độ má bạn như đường tan bạn vượt xong luôn bạn. Đường tan vượt cái là qua liền, độ má bạn là chắc 3 ngày sau bạn mới vượt qua được. Cũng không vượt nữa, đàn chỉ nổi lên thôi rồi người ta ra ta vớt bạn vô. Mẹ mày. Rồi nó dưới con gà chạy con. Con gà nó chạy đó. Đù má tao lại tao mới đụng nó cái tí xíu à. Chưa có bị gãy chân hay là bị gì đâu con. Đồ bé cái đầu cổ nó tự nó quyện xong nó cà lách cái xong nó dừng chết luôn. Gà nó bị động kinh. Hả? Kiểu da tao nghĩ cái số mày là cái số súc sinh á, sát sinh chứ quên, sát sinh. À nhưng mà bản thân mày là súc sinh rồi. Kiểu tôi nói vậy bạn tự ái. Tự ái rồi. Tới đều An Khê rồi nha các bạn. Wow, cái đợt mình đi mang đèn đều An Khê nó đang sửa. Tới giờ chưa sửa xong luôn các bạn. Hả? Tôi đang quay video. Tôi đang nói. Bây giờ rồi vậy là cả năm xị tối nhậu quá. Tôi quay video tôi đang nói chuyện với mọi người. Ra đèo An Khê đâu đẹp bằng cái đèo đầu mình lên Đà Lạt đâu, đèo Khánh Lê hả? Đây là góc cua báo thủ trên đèo An Khê mọi người. View đẹp quá trời luôn. Cách là để nhận dạng mấy con báo ngoài đường là mặc áo KIT. Đây nè, tôi đang mặc áo KIT luôn nè. Đi hết cái đèo An Khê rồi thì qua tới địa phận của Tây Nguyên rồi đó các bạn. Trời ơi, không khí nó thay đổi hẳn luôn các bạn. Rất là mát luôn. Nãy giờ các bạn thấy rồi, trên đèo An Khê cũng ổ gà ổ vịt thiệt là nhiều luôn. Và điện thoại của mình nãy giờ đó vẫn còn nằm im nè. Đâu có rớt đâu. Rồi xong, lụm. Kiểm tra giấy tờ rồi anh. À dạ. Dạ. Em Quy Nhơn anh. Lắp lung tung đi nó vướng. À, dạ, dạ em làm video á anh. Dạ. À, em quay YouTube á. Có anh ơi, đây anh ơi. Bảo hiểm xe của tôi là đã hết hạn lâu rồi nhưng mà tôi vẫn lấy ra tôi làm màu nha. Thì anh cảnh sát giao thông kiểm tra xong thì cũng không có phạt cái lỗi là không có bảo hiểm xe nha. Rồi em cảm ơn nha anh. Dạ. Hôm bữa tôi đang video cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra hành chính á, nhiều ông vào nói là đang đi đúng, không vi phạm, ai cho phép dừng xe kiểm tra giấy tờ, làm mất thời gian. Tôi thấy tức cười thiệt chứ, mấy ông mất xe á, mấy ông lên trình báo công an, giờ họ kiểm tra hành chính tìm xe cho mấy ông á, thì mấy ông cũng nói, không biết sống sao cho vừa lòng mấy ông đây. Công an đã nói kiểm tra hành chính thì cứ xuất trình đi, nói kiểm tra hành chính là mất thời gian mà miệng cứ hỏi chuyên đề đâu anh chào tôi chưa, sao không xuất trình nhanh họ kiểm tra rồi đi, chứ đôi coi làm gì mới mất thời gian đó. Vô chỉ là tiết thời gian thịt ba ba thôi. Ăn cái gì? Thịt ba ba. Vịt ba 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 hả? Con ba ba. À thịt ba ba là thịt rùa. Không, mẹ mày ngu vậy mày. 24 tuổi cũng không bị được ba ba giống rùa. Ơi đừng có chửi tao tự ái với mày. Sao mà cậu kém thông minh thế? Rồi lỗi tôi. Vậy thôi vô ăn đi, tôi cho bạn mượn tiền bao tôi ăn rồi. Cái gì chừng nào có tiền rồi bạn trả lại tôi cũng được. Được không? Cái muốn thì người ta tìm cách, không muốn thì người ta tìm lý do. Vậy bạn đừng có nói đủ mà bạn được cái mõm không mà bạn. Tụi má cảnh đẹp quá bạn. Cảnh đẹp mà đường xấu á. Đồ má đẹp quá bạn ơi. Minutes later. Đi hai người nó lợi được cái là lúc mà mình mệt là mình đổi nai được các bạn. Ông chạy được không vậy? Yeah. Ok. Bình thường là thân lắm mình mới dám đưa xe chở mình nha các bạn. Còn mà kiểu mà bạn bè chơi kiểu chơi xẻ giao chơi ngoài đường kêu mình
nhìn đưa xe chạy đồ có cái cục cạch. Ơ bạn có mang bằng lái xe máy đó không vậy? Ờ cái gì đủ mới nó dừng lại nó kiểm tra. Ồ ok. Đủ mấy cái xe khách nó chạy nó lấn làn, đủ nó ghê hả? Bạn chạy cẩn thận nha coi nó ép rớt xuống ruộng. Đồ má bạn cái gì đồ má tôi không thể nào mà tôi đẻ được đứa tôi đơn cho mẹ bạn được đâu nha. Mình tới cái đoạn rừng thông rồi nè các bạn. Đoạn này giống với Đà Lạt vải nồi luôn. Hôm đợt đi mang đen với lại bồ mình cũng đi ngang qua cái đoạn đường này nè các bạn. Đường đẹp, cảnh đẹp như này mà không hết ghê hết số thì cũng phí các bạn. Nhưng mà hồi nãy các bạn thấy không, mình vừa mới bị kiểm tra giấy tờ hồi nãy đó. Mình sợ là trên này vẫn còn mấy chốt bắn tốc độ nữa cơ. Bình tĩnh đi bạn, gì đâu sợ. Ủa ghê, nhiều quá luôn. Ờ ok. Đẹp quá bạn ơi, nhìn như ở Đà Lạt vậy á. Trời lạnh vậy mà chơi nhau là y bài luôn bạn. Thì nói thiệt, trai gái không quan trọng, sướng là được. Trên đoạn đường từ Quy Nhơn lên Gia Lai đó các bạn, thì mình thích nhất là cái đoạn đường này. Đoạn đường này là nó băng giữa một cái rừng thông, nhìn nó rất là đẹp luôn. Nếu như mà các bạn cái dịp mà đi lên Gia Lai á, thì đi ngang qua cái rừng thông này thì hai bên đường sẽ có một cái quán nước đó, các bạn dừng xe lại quán nước đó, các bạn ngồi uống ly cà phê rồi làm điếu thuốc cho tỉnh táo, ngắm nhìn vẻ đẹp ở đoạn đường này, nói chung mình rất là thích luôn các bạn. Trời mưa khá là to cho nên là mình đã cắt cái adapter mic rồi. Mình đang ghi âm bằng cái mic trên con GoPro luôn nên là nó gió nó hơi ồn một tí nha. Đoạn đường mà lên Gia Lai đó hầu hết là có đất đỏ nha các bạn. Mà đi vào trời mưa nữa là ôi dồi ôi, nó dính dơ lắm các bạn. Khuyến khích các bạn khi mà đi Gia Lai đó, các bạn mang dép hoặc là mang giày đen đó, đừng có mang giày trắng giống như mình ha. Giày trắng của mình bây giờ nó thành màu đất đỏ luôn rồi các bạn ơi. Khi mà các bạn đi xe vào trong đường đất đỏ đó thì về nhà nên nhớ là rửa xe liền nha. Đừng có để 2-3 tuần mới rửa, tới lúc đó là nó rửa là đi luôn cái lớp sơn đó. Đợt xe mình là màu đen nhám cơ, nhưng mà do mình lên Đà Lạt đó, nó dính đất đỏ. Mình về mình lười rửa, mình để chắc cũng phải 2-3 tuần rồi mình mới rửa các bạn. Lúc đó rửa thì nó không có trôi nữa các bạn, đất đỏ đã ăn vào trong sơn luôn rồi. Hay rồi cuối năm rồi thôi mình sơn là thành màu đen bóng luôn. Nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình mua xe màu đen nhám là đắt tiền nhất, nhưng mà về mình sơn lại thành màu đen bóng là màu rẻ tiền nhất. Ấy, lý do đó. Tới thành phố Pleiku, cao nguyên xanh thì sức khỏe. Sau 15 phút thì cuối cùng tụi mình cũng đã tới nhà ngoại của bạn mình. Phải không? Phải không? Đù mấy nhà ngoại bạn ở quê mà còn bự hơn cái nhà của tôi ở thành phố nữa. Quê thành phố rồi mày. Ừ mà đúng nha, vậy vô mà không phải là vậy lắm á. Bây giờ là thằng em của bạn mình không, thằng anh chứ. Anh của bạn mình dẫn đi ăn đặc sản Gia Lai nha các bạn. Gia là vai vế nên là kêu anh thôi, nhưng mà thực sự ra là cu đã mất á 2k5 mà các bạn. Ui rồi ôi 2k5 mà nhìn to dễ man luôn, nãy mình nhìn chắc mình nghĩ chắc cũng 95 các bạn. Bạn nói chuyện cho lịch sự nha bạn, đừng có nói chuyện tục tiểu không có thích nha. A few minutes later. Ok mọi người, tụi mình vừa mới đi ăn phở khô Gia Lai xong các bạn.
Nhìn chung thì thành phố Pleiku mình thấy là nó cũng tựa tựa như thành phố Quy Nhơn mình đó các bạn. Mà mình nghĩ chắc ở trên này thì chắc ít phát triển du lịch hơn là ở thành phố Quy Nhơn mình. Thành phố Quy Nhơn mình biển với lại mấy cái đảo đồ nhiều quá trời mà. Mấy ngành dịch vụ rồi ăn uống ở Pleiku thì đâu có thua kém gì ở Quy Nhơn mình mấy đâu các bạn. Khúc này là tụi mình quyết định là sẽ kiếm một quán cà phê nào đó ngồi chơi, uống cà phê cho tỉnh táo xí, rồi tầm 4 rưỡi 5 giờ kém là sẽ bắt đầu chạy về lại Quy Nhơn nha. Thì mình có nói với anh em là dắt đi quán cà phê nào mà view đồi núi là phải đẹp nha. Chứ mà ngồi quán cóc quán vỉa hè thôi mình chê mình không có đi đâu. Như tụi mình lên này là có thằng cu em đây là nó bao tụi mình hết luôn các bạn. Lâu lâu được bao mà phải bao giờ tới chứ. Dạ. Dạ không sao không sao ạ. View đẹp là được. Sao mà dễ dãi dữ vậy hử? Một cà phê muối nha. Dễ thương không bạn? Chứ tôi chọi vào Quy Nhơn rồi. Cơ ơi chát của quán á. Này view đẹp lắm mọi người. View đúng kiểu là Tây Nguyên luôn. Quá là tuyệt vời. Nó là xin chào. Đồ máy nhặt rác bạn. Wow, view đẹp lắm các bạn. Đà Lạt với Gia Lai đều ở trên vùng núi hết mà mỗi nơi đều có một cái vẻ đẹp riêng của nó các bạn. Nhưng mà nó có một cái điểm chung là đường đất đỏ nó dơ quá. Sau khi mà uống cà phê xong á thì tụi mình tính đi về luôn rồi, nhưng mà thằng cu em kêu là đã lỡ tới Gia Lai rồi thì nên đi cái biển hồ cho biết. Cảm nhận của mình về cái biển hồ chỗ này thì nó khá là giống với lại cái hồ Long Mỹ ở chỗ mình các bạn. Nhưng mà đây là cảm nhận riêng của mình thôi nha. Thì hồ Long Mỹ chỗ mình thì nó đường của nó thì nó có vẻ nó to hơn, nó đẹp hơn cái chỗ này nhiều. Cái này mình nhấn mạnh lại này là quan điểm cá nhân của mình thôi. Nên là mong mọi người đừng có ném đá nha. Wow, cái đường này hai bên đường có nhiều cái cây. Cây này là cây gì nhỉ? Cây thông hả? Đâu phải đâu. Quá đẹp luôn bạn. Quá tuyệt vời. Wow, hồi giờ là mình xem nhiều người chụp hình ở đây rồi, nhưng mà mình không ngờ là nó nằm ở trong cái đường chỗ này luôn đó. Hồi giờ mình xem người ta chụp hình ở đây, mình cứ tưởng là nó nằm ở trên đường đi Gia Lai, chứ mình không nghĩ là nó nằm ở trong cái đường này đâu. Quá đẹp quá các bạn ơi. Ở đây là người ta dựng mấy cái xe cũ làm thành những cái quán cà phê nè các bạn. Video này chắc là sẽ dài lắm đây. Nhưng mà ok. Video này chắc là sẽ dài lắm đây. Nhưng mà thôi, mình sẽ chịu khó mình edit ha. Video này chắc mình nghĩ là chắc cũng phải dài tầm gần một tiếng, hay cũng có thể là hơn. Ôi, đuối quá các bạn. Hồi sáng này 3 giờ mình mới ngủ, xong rồi là bắt đầu 6 giờ là mình xuất phát. Tính ra hôm qua giờ mình ngủ được có 3 tiếng à. Bây giờ là đi vòng vòng xíu, tới 5 giờ hoặc là 5 rưỡi đã là tụi mình bắt đầu chạy về lại Quy Nhơn nha các bạn. Tổng hành trình ngày hôm nay mình đi là chắc cũng gần 400 cây đó các bạn. Nhiều người nhìn vào sẽ kêu đồ má hai thằng này rảnh ghê, sáng chạy lên Gia Lai
đi sáng uống cà phê rồi chiều tối chị về người là rảnh, nhưng mà nói chung mọi người nói sao thì nói chứ bản thân mình thấy vui là được rồi các bạn. Trời ơi, đi vào cái đường dòng người ta đây phở khô Gia Lai nó đang sốc trong cái bụng mình rồi các bạn, ui khó chịu quá, em muốn mửa quá.